Ở tập trước, nhóm Tần Thiên đi thuyền đến bán đảo ba gặp ảo ảnh. Trong thời gian đợi, mọi người tập luyện rèn thân thể. Chưa đầy 3 tháng đã thấy bán đảo số 3. Sau khi vượt qua mây tích điện thời không, nhóm anh đã tới bán đảo số 3, nhưng chưa thấy đất liền. Nó bị bao phủ bởi rừng cây nước xung quanh. Nên Tần Thiên cùng một số người thân quen tiếp cận bán đảo số 3 thăm dò trước. Sau khi vượt qua rừng cây nước, gặp cá thòi lòi. Họ đã tới khu có đất, gặp rết khổng lồ, ăn thịt báo Nam Mỹ, ăn cá rô phi. Trong lúc ăn, Tần Thiên phát hiện có người ở dòng sông. Mọi người vẫn không biết gì, nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của Tần Thiên mới biết ở dòng sông kia có người chết đuối. Tần Thiên vừa chạy tới chỗ đó, vừa kêu mọi người mau cứu người. Sau khi lên bờ, mọi người nhìn thấy một người đàn ông trên người có rất nhiều vết chém. Mên không ngờ cũng có người bị rơi vào thời không ở đây. Và Mên thấy khố của anh ta thuộc văn minh cao hơn bộ lạc La Gia. Kata cho biết anh ta bị sát thương do đồ đá gây ra. Mên không biết hai bộ lạc có hữu hảo không, tạm thời xử lý thi thể trước đã. Kata ném thi thể xuống nước, anh á khẩu với anh ta. Ném xuống đó ô nhiễm dòng sông, ít ra chôn cất đoàng hoàng chứ. Kata nắm tay đặt một tay lên ngực vừa nói, Thủy Trung Chi Linh sẽ an nghỉ linh hồn của hắn. Tần Thiên giờ mới biết đây là cách thủy táng của họ, nên không nói gì. Khi xử lý thi thể xong, nhóm Tần Thiên hay ngồi xung quanh đống lửa tiếp tục ăn bữa tối và nói chuyện về chủ đề thi thể kia. Sự xuất hiện của thi thể này chứng tỏ trên quyển sinh vật 3 có tồn tại là khác. Sau khi bàn bạc, Tần Thiên đã rõ nguyên tắc hành động không nên cố gắng tiếp xúc với người của bộ lạc khác, xuất phát từ việc đề phòng bộ lạc không rõ. Đêm nay bọn họ ban đầu trực ban, 6 người mỗi người thay phiên trực 2 tiếng, mọi người đều có thể ngủ đủ giấc. Sáng ngày hôm sau, không có chuyện gì, bọn họ ăn cá nhỏ xong tiếp tục lên đường men theo dòng sông. Sau đó mọi người đi đến nơi hai bờ cao lên nhiều dần ở giữa, là rãnh nước. Tần Thiên thấy đầu nguồn con sông phần lớn bắt nguồn từ các vùng cao nguyên, vùng núi có độ cao lớn hơn, tựa nguồn của địa hình nhấp nhô, độ sụt lớn, tác động cắt của nước sông rõ rệt, nên dòng sông có nhiều thung lũng hình chữ V và mới thì ngược lại. Tóm lại bọn họ đang đi từ hạ lưu lên thượng lưu, nên khu vực hai bên sẽ ngày càng cao. Bất ngờ Azuba thấy nước ngày càng đục làm Tần Thiên nhớ lại ngày trước, có một ông nói nếu như vậy thì phải đi trú ngay, nước lũ sẽ ập tới. Tần Thiên hô ngay mọi người, mau, mau lên bờ. Nhóm Tần Thiên buộc một cục đá vào đầu dây rồi quăng vào một thân cây ở trên đỉnh. Sau khi Nick và Jana đã trèo lên, Azuba vẫn đang khệ lệ bám dây đi lên. Mọi người vẫn không biết lý do tại sao phải trèo lên. Tần Thiên, Kata và Pokuma đang ở dưới thấy mặt đất bắt đầu rung chuyển, Kata còn tưởng động đất. Nước trên thượng nguồn bắt đầu đổ ào ào xuống. Tần Thiên hô Azuba tốc độ nhanh lên, mọi người hốt hoảng cùng trèo lên. Nước chảy xối xả xuống cuốn tất cả những thứ cản trên đường đi của chúng. Cây cối dù đã xanh tươi tốt cũng không ngoại lệ. Sau khi mọi người lên thành công cũng hết hồn, suýt chút nữa bị nước lũ cuốn đi, không quên còn khen bên chính. Kata thu dây, nước vẫn không ngừng chảy ào ào, mọi người đứng xa cho an toàn. Pokuma bỗng nhìn thấy một con chăn. Giới thiệu với anh em, chăn Anaconda Amazon hay chăn Nam Mỹ nước là loài chăn lớn nhất thế giới hiện nay. Hàm của nó có thể kéo dài đến 180 độ, 4 hàm răng có thể hoạt động độc lập, có thể nuốt chủng con mồi lớn hơn mình. Chủ yếu sống ở Nam Mỹ, dày bằng thân người trưởng thành, Anaconda ưa nước tự nhiên, thường sống ở vùng nước bùn nông, chủ yếu săn mồi là chim nước, rùa, thậm chí là cá sấu, là loài đứng cuối chuỗi thức ăn của sông. Azuba còn tưởng nó là Titanoboa nhỏ, sau khi được Tần Thiên giải thích thì chỉ biết nó ăn được. Tần Thiên khuyên mọi người nên cẩn thận thì thấy cả ba mắt sáng như sao, lưỡi còn lè ra thèm thuồng khi biết thức ăn đêm nay sẽ là nó, chắc chắn ngon lắm thì thấy mình đã nói vô ích. Mọi người bắt đầu lấy cây gỗ đặt chỗ nó đang bơi, em nó vẫn ngây thơ tưởng ông trời có lòng tốt thì bò lên, đang bò lên thấy nhiều người nhìn mình thì mới ré. Một lúc sau nó đã bị chặt làm nhiều khúc. Azuba không biết mùi vị của nó ra sao, Pokuma đề nghị nướng hay nấu nó, Jana thì thích nướng. Tần Thiên cũng a khẩu, e rằng dã thú, dù mạnh hay hung dữ tới đâu cũng sẽ trở thành thức ăn tới tận cửa đối với họ. Anh không thấy bất thường vì các loài hoang dã đều kích thước không bị biến dị, như bán đảo số 2. Azuba không muốn bỏ một khúc thịt nào của nó, lên gắng gượng miếng răng khoác sau lưng. Tần Thiên thấy con chăn trưởng thành này cũng khoảng 100 cân, khoác nhiều cũng đâu ăn hết nên khuyên Azuba chỉ cắt một phần rồi đi. Nước lũ tràn lan, nhóm Tần Thiên cũng không thể tiếp tục men theo bờ sông đi nữa, hết cách đành quay về trong rừng mưa. So với đường sông, rừng mưa khó đi hơn nhiều, khắp nơi đều là bụi cây rậm rạp, nhóm Tần Thiên phải dùng dao dựa để dọn sạch một con đường mới có thể tiếp tục đi về phía trước. Trời đã sắp tối, nhóm anh tạm thời nghỉ ngơi ở rừng mưa. Đi suốt cả buổi chiều, bọn họ mới đi được khoảng 8 km, với tốc độ này có thể gọi là rùa bò, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. 5 giờ chiều, do gần hạ, mặt trời còn chưa lặn, ánh nắng đã yếu đi nhiều, trong rừng mưa rất u ám. Lúc này, họ đã dùng dao dựa dọn ra một mảnh đất trống, chuẩn bị qua đêm. Họ đang nướng thịt chăn, Azuba đã rất nóng lòng được ăn, Tần Thiên kêu anh ta từ từ để anh rắc ít muối đã. Azuba khen thịt này rất thơm. Tần Thiên cũng không quên cho mắt trắng và Sa Điêu một khúc thịt rắn. Bỗng mắt trắng nghe thấy có động tĩnh ở xa, nó gầm gừ cảnh báo mọi người. Sa Điêu giao tiếp với mắt trắng cho anh biết có người đến. Tần Thiên kêu mọi người mau dập lửa ngay. Mọi người dập lửa nhanh rồi để nhanh lá tươi lên, ẩn lấp. Tần Thiên rất sợ chạm trán với bộ tộc ăn thịt nên tránh tiếp xúc. Ở đằng xa có nhóm người cầm đuốc, chúng nói chuyện về một người phụ nữ đẹp trốn thoát. Có người vẫn vọng tưởng với cô ta, chúng còn nói với người kia chuyện đừng mơ vì cô gái đó chính là vật tế huyến cho Knight Ava.
Thiên đang lấp sau thân cây biết chúng chưa phát hiện ra, đành đợi thêm một chút nữa. Phòng có người khác đến, hai tiếng sau, mọi người đốt lửa lại. Jana và Azuba thấy thịt rắn đã nguội lạnh không còn ngon, lòng cũng mất thèm ăn nữa. Tần Thiên lo lắng đồ trang sức của họ là đầu lâu, nghi ngờ lớn nhất họ là tộc ăn thịt người. Tất cả mọi người lại bàn luận tiếp, Nick thấy họ nói ngôn ngữ giống của bộ lạc Laza, mà cô hỏi Kata thì anh không biết còn bộ lạc nào, mọi người đều không biết. Lúc này Ben mới thấy kỳ lạ, vì anh nghe thấy ba người kia nói ngôn ngữ phổ thông còn mọi người, lại nghe thấy chúng nói ngôn ngữ Laza. Azuba nằm lăn ra, mắt đã quay vòng vòng vì nghĩ nhiều não sắp đến tột cùng. Tất cả đều là một dấu hỏi. Ở một chỗ khác, có một cô gái bị thương ở đùi, cô bắt con kiến càng cho nó cắn vào vết thương rồi để đầu nó bó lại vết thương, dứt thân của nó đi. Mặc dù nó cắn rất đau, nhưng cô không còn biện pháp nào khác. Cứ thế dần dần bó hết miệng vết thương kia lại. Cô đứng dựa vào gốc cây, xa xa cô nhìn thấy ngôi làng nhỏ mà bộ tộc của cô ở. Ngày hôm sau, nhóm Tần Thiên đang đi vừa chặt cây bụi thì phát hiện phía trước có thôn làng nhỏ. Tất cả mọi người đều lấp vào bụi rậm quan sát, thấy không có người. Sau khi Kokuma quan sát bằng kính viễn vọng thì thấy có rất nhiều người chết. Người thì suy đoán làng nhỏ tất cả đã bị giết hết rồi sao? Người thì suy đoán do xung đột các bộ lạc với nhau, người thì khuyên anh mau chóng rời khỏi đây. Tần Thiên không biết chuyện gì xảy ra nên định quyết đi đường vòng, thì bỗng nghe thấy tiếng em bé, oe 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 oe. Nick không đành bỏ đi liền bảo Tần Thiên nên đi xem sao, Kata nghi ngờ, khuyên Ben không nên vào. Trong lòng Tần Thiên lúc này nghĩ nếu vào sẽ bị ma dắt đi như theo kịch bản trong các cuốn sách kinh dị trong truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn. Nhưng Tần Thiên cũng tò mò và không lỡ nên khuyên mọi người cảnh giác rồi mò mẫm vào. Kata xem luôn thi thể lý do tại sao họ lại chết. Anh cho biết họ đã đánh nhau kịch liệt. Sau khi nghe thấy tiếng khóc, nhóm anh đã đến căn lều có em bé ở trong. Khi thấy người đến nó vẫn khóc. Tất cả mọi người đều chưa có con nên không có kinh nghiệm, không biết làm sao cho bé nín. Kokuma suy đoán bé tè nên khó chịu, Nick sẽ thay tã cho bé rồi cả nhóm ở trong lều. Thoát cái trời đã bắt đầu nhá nhem tối, những con đom đóm có vệt sáng ở bụng bắt đầu hoạt động bay khắp nơi trong rừng cây. Cô gái bị thương đã đi mãi mới tới được làng của cô. Cô chưa kịp vào làng thì đã nghe thấy tiếng quát, Azuba, cậu đừng đến đây. Trong lều lúc này, Azuba không chịu nổi mùi thối của bé mà lấy tay bịt mũi cầm tã, còn mọi người sâu bâu vào chăm bé. Nào là thay đồ mới, rửa giấy cho bé. Còn Azuba nhiệm vụ mang tã thối ra ngoài, anh ta vừa cầm vừa kêu, thối quá. Cô gái lúc này đã lấp sau một thân cây to, thấy Azuba chạy ra tưởng anh ta là người quý tộc trong thành, vì quần áo quá kỳ lạ và vải tinh xảo. Cùng chỗ đó, ở trong lều, sau khi em bé được thay tã thì nó cũng ngủ cùng mắt trắng. Mọi người kiểm tra các lều thì thấy đều không còn thức ăn, e rằng đã bị cướp hết sạch nên chắc không có tên cướp nào quay lại, nên đành nghỉ ở đây một đêm. Kokuma thấy kẻ cướp thú vui quá độc ác vì để đứa trẻ ở đây, tự sinh tự diệt, Nick thấy bé quá may mắn khi thoát được kiếp nạn. Kata thấy bỗng Tần Thiên không nói gì, thì được biết Men đang nghĩ đứa bé này chưa đến một tuổi ngoài sữa mẹ sẽ ăn gì. Vì đối với Men nếu mang theo đứa bé rất bất tiện, e rằng hành trình sẽ khó khăn mà anh cũng không thể bỏ mặc. Một là đưa nó về tàu của anh, hai là giao cho người trên bộ tộc ở đây chăm sóc. Nhưng vấn đề trước mắt là cho nó ăn gì được. Azuba nảy ra sáng kiến cho nó ăn thịt. Chú thích với anh em, đứa bé khoảng 3 đến 4 tháng ngoài sữa mẹ, sữa bò dê ra, nên không ăn được gì khác. Sợ cái gì đến cái đó, đúng lúc bọn họ đang đau đầu vì không biết cho đứa trẻ ăn gì, đứa trẻ đã dậy khóc. Tần Thiên qua an ủi bé bình tĩnh, rồi kêu Azuba qua xem có phải bé đói không. Azuba bò tới cầm miếng thịt khô dỗ dành bé con, không khóc, ăn miếng thịt đi thơm lắm. Kata ra vả cho anh ta một cái rồi quát, Aruba cậu bị điên à? Đứa bé nhỏ như vậy sao mà nhai được miếng thịt khô cứng như thế? Ít nhất cũng phải nhai nát ra rồi đút chứ đồ ngốc. Tần Thiên cũng sa mạc lời với Azuba. Sau cú vả của Kata thì Azuba nảy ra sáng kiến là không nhai nát vì thấy ghê nên xé nhỏ ra thành sợi. Được Kata khen, Azuba thông minh lên rồi. Chắc đánh nhiều thông minh dần ra. Tần Thiên thấy vậy nên cho bé uống nước trước thì bé tưởng sữa nên nín ngay, nước mới chớm miệng, bé lại gào lên khóc còn to hơn. Oe oe oe, bé nếu nói được, cần sữa cơ Men. Làm Men và mọi người cũng chịu. Nick còn hỏi Men giờ làm sao. Jana kêu Men hay nấu ít canh thịt cho bé. Ở ngoài, người phụ nữ đã nghĩ ra kế đốt cháy các lều để dương đông kích tây nhóm Tần Thiên, rồi bế bé đi. Cô ta lấy hai cục đá rồi cho chúng va vào nhau thật mạnh để tạo ra tia lửa. Lúc này trong lều đã quá ầm ĩ, Kata có sáng kiến, đánh ngất đứa bé, để bé ngủ không thấy đói. Azuba cũng hùa theo làm Tần Thiên sởn hết người. Bỗng Kata nhìn qua cửa sổ thấy bên ngoài mấy túp lều đang cháy, cứ thế nó lan ra các lều bên. Tần Thiên hô mọi người, mau cứu hỏa, tuyệt đối đừng để ngọn lửa lan đến đây. Kata và Azuba vác dìu tới chặt cây tươi làm giải ngăn cách tránh cỏ tranh bay, lên khiến lửa bắt, vào những nhà khác. Tần Thiên đột nhiên khi biết lý do tại sao phải cháy nhiều căn, là muốn dụ lực lượng của nhóm anh đi. Biết kế hoạch của bọn chúng, anh chạy nhanh về chỗ lều đứa bé. Trong lúc đó, cô gái chạy nhanh tới căn có đứa bé, đang định bế thì Tần Thiên đã tới. Anh đã dùng tốc độ báo săn, kêu cô ta đừng coi như anh không tồn tại. Cô ta một tay ôm bé rồi một tay cầm vũ khí đánh lại anh. Tần Thiên đã né đòn rất nhanh, anh đang định đấm thì biết là phụ nữ nên đã nhẹ tay, đánh vào huyệt làm cô ta ngất. Anh không biết cô ta là ai, có phải người của bộ lạc không? Đứa bé theo thói quen khi biết mẹ ôm đã lấy tay tìm ti để bú sữa. Uế, làm Tần Thiên ngượng chín mặt. Chỉ trong vòng mấy phút ngọn lửa đã dập tắt nhưng các căn lều đều bị cháy đen thui.
vẫn còn bốc khói, tàn dư của vụ cháy. Nhóm anh đoán chắc chỉ có cô ta làm. Khi mọi người thấy đứa bé này gần gũi thì biết cô ta là mẹ bé. Nick ân cần băng bó vết thương cho cô ta. Khi cô ta tỉnh lại thì hét lên khi thấy người lạ, đừng qua đây, đừng qua đây. Tần Thiên ở ngoài thấy có tiếng hét, thì chạy vào thấy cô ta đang cầm thanh gỗ đứng tư thế phòng bị rồi nói, đây là làng của tôi, cút khỏi đây mau, đồ ác ma, cút đi. Mọi người thấy vậy thì giơ tay lùi lại nói, chúng tôi không có ý làm hại cô và cũng không phải ác ma. Cô ta thấy quần áo không giống đám người kia, và cũng không làm gì cô nên biết nhóm anh là người tốt, rồi hạ thanh gỗ xuống. Cô ta giới thiệu tên là Solam, đứa bé này chính là con cô. Họ lớn lên trong khu rừng này, các đời của cô sống ở đây đã rất lâu rồi. Anh thấy lạ khi cô ta hiểu câu nói của anh. Anh cũng giới thiệu với cô ta, anh tên là Tần Thiên, anh từ nơi khác tới, tình cờ ngang qua không có ác ý, và anh hỏi luôn Solam nghe hiểu lời của anh nói sao. Solam nghe thấy vậy lại hiểu nhầm anh đến từ trên trời xuống. Anh giới thiệu là người Ngọc Mễ. Nói xong thì thấy cô ý không hiểu, anh bảo Solam ngồi xuống rồi nói chuyện tiếp. Bỗng Solam ngã làm anh và Nick chạy nhanh tới đỡ, do Solam quá mệt và đói nên đứng không vững. Tần Thiên thấy rất khâm phục Solam, nhìn bộ dạng hốc mắt sâu hoắm, khuôn mặt hốc hác, lâu chưa được ngủ, thần kinh luôn căng thẳng, dựa vào niềm tin mà chống đỡ đến tận giờ. Solam rất đói nên ăn rất nhanh, Nick đã cầm sẵn cốc nước, khuyên Solam ăn từ từ. Sau khi ăn no, Solam cảm ơn nhóm anh. Solam bắt đầu kể chuyện xảy ra vào 3 ngày trước. Solam vừa nói giọng run rẩy kèm trong mắt có sự sợ hãi cùng phẫn nộ. Thôn làng của cô bị bộ lạc khác tập kích. Mọi người đều không biết chuyện gì đã xảy ra, chiến sĩ của bộ lạc vẫn phản kháng, ngay lập tức triển khai một trận đánh giết. Do địch đông người thôn làng của bọn họ, hoàn toàn không phải đối thủ, ngoài tộc nhân đã chết ra, tất cả trở thành tù binh. Bọn chúng sợ giết trẻ con sẽ bị tật nguyền rủa, thế nhưng con của cô bị vứt bỏ lại làng, mới thoát được một kiếp. Sau đó trong quá trình áp giải, tộc nhân của cô đã tạo ra cơ hội cho cô chạy thoát. Nói đến đây Solam đã không kìm được mà khóc nức nở rồi ôm Nick. Mấy người thấy vậy cũng không hỏi gì rồi ra ngoài để cho Solam nghỉ ngơi. Nick an ủi xong thì ra ngoài cùng nhóm Tần Thiên nói chuyện. Tần Thiên định đưa Solam về tàu để tộc La Gia chăm nuôi, nhưng bộ lạc La Gia chưa có trường hợp vậy. Hoặc nếu có bộ tộc nào tốt ở đây nhận Solam nên sẽ yên tâm, vì dựa vào một mình cô đang chăm con nhỏ rất khó sinh tồn. Nhóm Tần Thiên đành đợi Solam tỉnh dậy rồi hỏi ý kiến quyết định của cô. Tập phim đến đây thôi. Đừng quên cho mình một like và một lượt đăng ký để cổ vũ mình nhé. Trời lại trở lạnh rồi, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.